À, xin chào bác, chào mừng bác đã trở lại với trang kính của phía xưa. À, ngày hôm nay giới thiệu bác đây là cái Amoeba răng bản lại kép size 145, size to bản to nhá. Ốc sao tinh tế. Size khá to, 45. Em chỉ hợp với con size 140 thôi. Đây là Amoeba răng bản lại kép ốc sao tinh tế bản to, cổ to. À, kính thị nguyên nhân toàn bộ rồi, độ mới thì cũng cực cao, trên 90%. Mỗi viên kính có phần ngoái cổ, lóc cổ, ngoái đầu, lóc đông để luôn minh chứng rằng đeo kính là rất đỗ trên mặt, và thứ hai là các bác quan sát được hết cái vẻ đẹp của kính như thế nào. Trước tiên vào phần ấy thì em phải đính chính lại rồi. Địa chỉ kính cổ kính xưa duy nhất ngõ 390 trên Đống Đa, nội số điện thoại là 091 6566 826, cũng là số nợ Zalo, vì ngày nay rất nhiều đối tượng xấu giả danh trang kính cổ kính xưa ở Hà Nội và Sài Gòn, một số các tỉnh miền Nam luôn giả danh lên một lô kính vài cái, vài chục cái đấy, và kèm theo cả đồng hồ nữa. Tuy nhiên không có địa chỉ, mua số điện thoại không thôi, và rất nhiều sim sổ sứ, rất nhiều sim số điện thoại bán hàng sản xuất đến thứ hai, thứ ba như Nhật và số nước khác châu Á, Macau, Hồng Kông, Trung Quốc, Tàu, Singapore, Campuchia trà trộn vào, rất nhiều game bị dính chẳng hạn, như cây Amoeba răng của lấy cái này có giá rất là rẻ. Đây là nó chỉ bị điểm trừ rất rẻ, nhưng giá cả hồ sơ cho gió em phân tích tại sao các bác mua phải những kính Amoeba giả là như nào, một lát nữa sẽ bác sẽ hiểu sâu rõ luôn. Bác nào Hà Nội, gần Hà Nội qua địa chỉ nhà em xem kính với cổ đồ xưa, địa chỉ đây rất rõ ràng. Các bác ở tỉnh xa hết sức yên tâm, em sẽ gửi một phương tiện bưu điện ô tô, máy bay, tàu hỏa, phương tiện gì nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, hợp lý, phương tiện đó ra gửi 1-2 ngày, chẳng là 3-4 ngày. Ở cầu giữa có chữ có Amo đấy, rất là rõ ràng nhé, chuôi ven benzin. Mọi thông tin chi tiết kính thì luôn luôn ghi bên dưới video rồi, và kèm theo cái địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất là rõ ràng dành mà chi tiết hình thức bán thời gian hàng đều ghi bên dưới video đấy. Càng phải có số 145 Amoeba răng C, đây chính là cái điểm khuyết đó, tức là điểm trừ ở đây, tức là nó bị hơi mòn chút xíu này. Chính vì thế giá thành nó sẽ rất rẻ, rẻ ơi là rẻ, không đâu rẻ hơn đó. Càng trái nó có số là 8862 là số series, và 145 sai số của cái kính này là 145 88, con này là Amoeba răng bản lại kép size 45 nhá, cầu to cầu đều cầu béo bản béo nhá, và giá thành cực kỳ êm ái, hồi sau sẽ có giá, và giá giật mình luôn, giá là 5 triệu 8 hay gọi là 5.800k, giá là 5 triệu 8 hay gọi là 5.800k. Sản phẩm bán ra luôn luôn được bao chiếc bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ đấy. Cái cây mà em lúc em đầu em nói là cái những kênh giả, cái những kênh mà nó giả danh kính cổ kính xưa, đồ cổ, kính cổ kính xưa, đồng cổ, đồng hồ cổ, kính cổ kính xưa giả danh ấy, nó bán một cái kính Amo bản to gấp đôi này, gấp đôi bản này nhá, và cũng ốc sao, nó bán giá 6,2 triệu, nhưng đấy là Amo hàng của Tàu đấy. Thế mới buồn không chứ. Thế một số bác mua xong là mang đến nhà em thẩm định, thì em bảo anh mua cái kính này, thậm chí còn có những bác em đến nhà mở đài loa đài mà nhảy sập xà sập sình theo kiểu đài 3 con 5 với mà bài đài 3 con 5 với cả 3 con 7 sát ngày xưa đấy, thập niên bao cấp đấy, yêu anh đi anh có xe Fabric đài 3 con 5 xách tay đấy, cái thời kỳ bao cấp như thế đấy, rồi là có xe Honda là 100 lời anh nói không bằng một lần khói Honda, thập niên bao cấp đấy, thì là cũng bác ấy cũng chất đầu của xưa, nhưng mà là mua phải cái kính Amo dởm của cái đối tượng trong miền Nam kia 6,2 triệu bản to ở đây, ốc sao đây, phải nhìn thấy cái chất vàng, cái chất vàng này là vàng nó sáng sủa này. Còn những cái kính Amo giả 6,2 triệu kia nhá, mà trong miền Nam đang bán rất nhiều nhá, rất nhiều anh em bị dính nhá, thì hai cái vàng nó khác nhau, nhìn cái nước vàng này nó sáng này, bọc vàng sáng ánh gương đấy, nó phải rõ ràng như thế này chứ đúng không ạ? Mà địa chỉ phải luôn luôn công khai địa chỉ số điện thoại, kia thì giấu địa chỉ, giấu số điện thoại đấy, số điện thoại thì để tít bên dưới, xong này thay đổi số điện thoại liên tục, thay đổi địa chỉ liên tục, chết rồi, đấy mới là cái điểm khuyết mà nhiều bác không để ý. Thứ ba nữa là nó lại lên, nhưng lắm hôm nó lại lên, nó lại kiểu quần áo nó lại 2 giây hở trên hở dưới, các bác cứ chú ý vấn đấy, không chú ý món đồ thôi chết rồi. Xong mua bán lại hẹn ở đường, nhưng hẹn chân tòa nhà, chân chung cư, xong lại hẹn cà phê, anh ở đâu mang qua xe vâng mua mua thôi, tối nay chết. Đấy mới là cái điểm khuyết mà nhiều bác không để ý phát hiện. Kính cổ đồ xưa hay quần áo hiệu đừng nên mua kiểu thế, dễ bị dính lắm. Thứ ba là nó cho những cái địa chỉ chung chung là cũng dễ dính. Thứ tư là nó hẹn là Hồ Lan Bá, là xung quanh Hồ Thiệt Quang, là xung quanh Hồ Văn Quán, thì địa chỉ đen đấy, đừng có dính vào đấy là mất luôn đấy, mất cả chỉ chài, rồi cẳng cắt Hà Nội cũng thế, nhiều anh nhiều bác cũng bị dính. Có những bác tâm sự với em mà anh nó hẹn anh là cẳng cắt Hà Nội mà ra đấy thì chả biết chỗ nào cả, lúc đứng chỗ này đứng chỗ kia,
thì chết rồi, mua cái đồ cổ đồ xưa mà nó mua kiểu thế. Kể cả quả năng hàng hiệu cũng không nên mua thế, cứ đến tại nhà, mục sư tại nhà có làm sao mà vạ được chứ. Tại sao lại mua những cái địa chỉ, nó không có địa chỉ, thay đổi địa chỉ như thế cũng mua. Đây, cứ nhìn vào cái trang, cái kênh theo dõi này là lượng follow là hơn 10.000 người, là gần 20.000 người, là hơn 20.000 người lao vào mua, thế là chết. Không, đừng nên mua kiểu thế. Mua bán cứ mục sư tại nhà, mình vào mình tìm hiểu món đồ xem thế nào ra làm sao. Đấy, mình mua một món đồ mình phải hiểu được nhiều món đồ khác. Chứ bây giờ mua mỗi cái kính không mà xong nó lại không cho địa chỉ, hẹn nhau ở chỗ đường nọ đường kia đều bị dính hết. Vâng, đấy là các đội chia sẻ quan điểm với không lớp ngoài đời nhá, bởi vì em cũng học hỏi quá nhiều. Những năm tháng buôn bán nước ngoài em đúc ra kinh nghiệm rồi, nên chọn cái địa chỉ lâu năm và số điện thoại lâu năm. Còn những người con trai thì bây giờ nó cũng ok hơn, riêng về kính cổ đồ cổ xưa. Đây là Amazon răng của sản xuất tại Pháp vào năm 1950, bọc vàng, hàng chuẩn năm một, hàng xuất tại nước Pháp, bao giờ nó sẽ đắt hơn. Nhưng đây là phá giá thị trường, giá hạt rẻ nhé, 5 triệu 8 hay 5.500k. Vâng, rất cảm ơn bác xem video em vừa dài thôi. Bác nào mà chưa kênh em, nhấn nút đăng ký kênh và đỏ có phải dưới video nó bị được quả chuông. Để mỗi khi lên kênh thì nó gửi tin nhắn, tít tít điện thoại phát luôn vào ngay cho năm, để lâu nó nguội lạnh, mình chơi mùa đông thôi. Đấy. Tạm biệt các bác.